Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai đi chơi Tết thiếu nhi. Mới đây, một blogger đã đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh đưa con trai nhỏ tới công viên Disney chơi nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi. Được biết, trong ngày 1 tháng 6 vừa qua, lịch trình làm việc của Triệu Lệ Dĩnh để trống, không có bất cứ hoạt động nào. Qua đó có thể thấy, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và con trai tại công viên Disney là thật. Trong hình ảnh được blogger chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh diện đồ thoải mái, năng động, bên ngoài người đẹp còn khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ. Triệu Lệ Dĩnh đeo khẩu trang và kính kín mít để tránh bị chú ý, cô liên tục cúi xuống nói chuyện và vui đùa với con trai. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã dọn ra khỏi căn biệt thự chung. Được biết, hiện tại con trai Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong sống cùng bố và ông bà nội. Triệu Lệ Dĩnh tuy không trực tiếp chăm sóc nuôi nấng, nhưng cô vẫn thường xuyên dành thời gian thăm, bồi dưỡng tình cảm với con trai. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.